Còn đối với cái phần khuyến mãi thì mọi người có thể là điều hướng như sau này. Đầu tiên là cái phần khuyến mãi chúng ta sẽ thông báo là ở bây giờ là đang có khuyến mãi gì. Ví dụ như là mua 30 phần à, mua mua giá trị đơn là 3 triệu thì bạn sẽ được tặng và được giảm giá 30% chẳng hạn. Có đúng không? Chúng ta có thể là như vậy. Hay là khi mà sử dụng là khuyến mãi là ví dụ ai đang có sinh nhật trong cái tháng này thì sẽ được giảm giá 40% chẳng hạn hay 50% chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ tạo luôn đây. Đấy thì ấn vào phần khuyến mãi là tạo ra text này. Chúng ta có thể luôn là chọn khuyến mãi đi chẳng hạn. Tất nhiên cái này mọi người cứ nên để tùy theo ý mọi người nha. Để thế này thôi. Thì khuyến mãi một đúng không? Khuyến mãi một thì mình sẽ để luôn là khuyến mãi ví dụ như là khuyến mãi một thì để là phần kịch bản chúng ta có thể để luôn thế này cũng được. Khuyến mãi một này. Đó, sau đó sẽ chọn chọn ra cái phần là khuyến mãi một ở đây. Xếp lại. Thì người ta click vào đây đúng không? Nó sẽ ra một cái kịch bản. Thì tạo ra là một nút thứ hai là khuyến mãi hai. Đúng chưa? Bên dưới cũng là khuyến mãi hai. Click vào nó, xếp lại. Thì nó lại tỉa ra một cái phần ở đây, đúng không? Bắt đầu mình lại cho khuyến mãi hai một nào đúng không? Khuyến mãi một thì mình sẽ bảo là hiện tại shop đang có chương trình giảm giá 50% cho khách hàng có sinh nhật trong tháng. Được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải điều hướng khách hàng đi đâu, đúng không? Thì mình sẽ luôn tạo lần tuôn ra một nút đó là nút mua hàng. À đâu, nhận ưu đãi quên, mình sẽ đặt là nút nhận ưu đãi đi. Đúng không? Muốn nhận ưu đãi thì nó phải xem sản phẩm đúng không? Để nó mua luôn. Đấy thì bây giờ mình sẽ ấn là nút xem sản phẩm. Chính là cái block xem sản phẩm ở lúc mình vừa tạo ấy, ấn xếp lại. Được chưa? Thì đấy là một cái khuyến mãi này. Có nghĩa là bây giờ là khi mà khách hàng ấn vào cái nút nhận ưu đãi nó nhảy sang cái phần xem sản phẩm này rồi, tí mình sẽ cho thông tin sản phẩm vào đây. Thì khách hàng click vào đấy thì nó sẽ nhảy sang đây luôn. Khuyến mãi hai mình cũng làm tương tự như vậy, mình sẽ cho một cái là ví dụ là shop đang có chương trình khuyến mãi dành cho đơn có giá trị trên 3 triệu. Được chưa? Tạo ra nút. Thì mình ở đây nút mình sẽ tạo ra nút là nút cũng là nhận ưu đãi. Và sẽ chọn nút là xem sản phẩm đây. Sau đó sẽ ấn xếp lại tiếp. Thế nó sẽ nhiều nhảy vào cái phần xem sản phẩm này. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần thêm thông tin sản phẩm ở đây thôi. Thì thêm thông tin sản phẩm đây, ví dụ sẽ thêm một cái ví dụ, click vào luôn vào cái gallery này đi. Đó, sau đó sẽ cho thêm ảnh vào. Thì ở đây thì mọi người có thể thêm được rất là nhiều ảnh vào. Ví dụ như ở đây mình có thể thêm một cái ảnh là đầu tiên thêm một ảnh đầu tiên đi ạ. Đây, ví dụ lấy cái ảnh này đi. Thì cái này là crop hình lại một chút. Heading này thì mình có thể đặt ví dụ là thông tin về sản phẩm, ví dụ như là áo sơ mi một sơ mi tối màu chẳng hạn. Cái sub title này thì mình mọi người có thể ví dụ như kiểu là giảm 50% đi. Ví dụ nhá, cái này mọi người nó là tiêu đề phụ ấy. Link ở đây mọi người có link web mọi người để vào, còn không có thì thôi. Đấy, sau đó bắt đầu là ấn vào new button này để mình tạo ra một nút ví dụ là mua à đâu, đặt hàng
đúng không? Thì chỗ này chúng ta lại tạo ra một cái block tiếp, đó là block là nhận thông tin khách hàng. Click vào đây, sau đó ấn save lại. Đấy, thì mình đã có một cái sản phẩm đầu tiên. Muốn cho sản phẩm thứ hai thì mọi người sẽ ấn nút dấu cộng ở đây. Thì sang đây mà mình lại cho tiếp hình ảnh vào tiếp thôi. Ví dụ lấy cái này đi. Cũng lại điền y hệt như cái kia. Là sơ mi 2 chẳng hạn. Đấy. Đấy, lại cho thêm một cái tiêu đề bất kỳ vào đây. Lại new button đúng không? Lúc này cũng là mua ngay tiếp. Ở đó nút đặt hàng tiếp. Và block là gì ạ? Chính là cái nhận thông tin khách hàng. Ấn lại save tiếp. Thì ở đây nó có thể thêm được 10 ảnh. Mọi người thích thêm bao nhiêu cũng được. Cứ thêm càng nhiều càng tốt thôi. Có bao nhiêu sản phẩm thì mình thêm bấy nhiêu vào. Được chưa? Đấy, cái này thì rất là đơn giản thôi. Nhanh thôi. Đấy, thêm thông tin này. Xong rồi cho tên là đặt. Đấy, block thì vẫn là cái kia. Save lại.